Chào mấy anh em ha. Chiều nay mình xin giới thiệu ha. Mình trong đống mình mới lựa ra được con máy Magu BK21. Chà, nó còn quá mới anh em ơi. Máy này biết bển có xài chứ mới sao mà nó mới quá trời mới luôn rồi. Hình thức nó gì nè. Con này nè. Bình xăng này là chưa đổ xăng, nó trắng gì chỉ kỳ luôn. Máy này máy của Nhật nha. Để em coi đi giật thử. Trời ơi, trắng tinh luôn. Con máy có thể là chưa xài nữa. Quá trời cái máy nó mới à. Sao các bạn ơi. Quá trời mới. Rồi cây này cần xài liên hệ mình ha. Cây Magu BK21. Tình trạng nó gì nè. Đẹp long lanh luôn. Rồi cây này 1,7 triệu nha. Cây này ba rồi sẽ sang tí rồi. Rồi cây này cũng quá trời mới luôn, đỏ chót. Tay cầm này thì cũng hợp với anh em là phát giường rồi này kia nè. Rồi cây này cũng vậy luôn ha, quá trời mới mấy cái máy mới gì mà nó mới ăn chẳng phao. Rồi chào anh em ạ. À.